Em lại em còn cảm thấy em thấy thương vợ quá. Lúc mà vợ em chia sẻ thấy ngậm ngùi quá. Em thấy thương vợ em nhiều hơn nữa. Sau cái vụ đó em thấy lúc nào cũng buồn buồn hết á. Đang muốn có em bé á, nên là đang hy vọng có em bé. Giờ chừng nào có mới vui lại hay sao? Không sao cả. Anh nghĩ là mình cứ lạc quan. Mình cứ lạc quan. Dạo này còn mày tao không? Không mày tao. Dạ không có. Là kiểu như là quạo quạo là không kêu tên thôi à. Không có nói không kêu trọng trọng, nói chuyện trọng trọng vậy thôi. Em và gia đình á có thường xuyên ăn cơm với nhau? Bữa cơm gia đình thì nếu mà đầy đủ thành viên trong gia đình thì nó rất là vui. Khi mà mình vui mình ăn cơm nó mới ngon chứ. Thế thì mẹ ruột với bên gia đình vợ là chưa. Có hay ăn cơm? Chưa bao giờ. Dạ chưa, chưa bao em giờ. Em có mong muốn ngày hôm nay cái điều đó đến với gia đình chúng ta? Em muốn nhưng mà em sợ mày mắc cỡ quá. Dạ. Bây giờ anh sẽ chờ em nha. Dạ dạ. Đi, đi qua rước mẹ em. Dạ rồi, em okay. Đi rước mẹ em đi, anh đợi nha. Dạ dạ dạ. Mèn ơi, đồ ăn với miền Tây nấu ngon quá à. Dạ. Ớt kìa, cá lóc kho kìa, trời ơi, nhìn thì những cái đó bụng ngang liền. Dạ, vậy đó. Cá lóc đồng này nha chị. Cái món cá kho này thiệt á, bắt cơm lắm luôn á. Nó bây giờ em nấu bên chua mình. Em cháy cho thơm trước. Thơm quá. Thực ra canh chua là cái món dễ ăn mà. Dạ, nhưng mà em thấy khó nấu nhất luôn á. Ủa gì hả? Tại vì em thấy niêm mặn nè, ngọt nè, lì chua nè, ba vị á, nó em thấy em niêm mỗi lần. Em là bỏ me nhiều hay là em không có xài me mà em xài tắc chị. Cái tắc á, cái hạt đó chị. Em nặng cái nước tắc vô. Dạ. Ô lạ ha. Dạ chứ em lần không đầu có tiên chị nghe nấu me. Nhưng mà cái canh chua của miền Tây mình là mình có bỏ đường nhiều không? Ở em là ăn dạng như là không có gì ngọt lắm mà vừa ăn thôi, vị chua ngọt vừa thôi. Mà chị thấy đa số miền Tây em thấy ai cũng ăn canh chua có vị ngọt hết á. Đúng rồi. Vậy bữa nay em sẽ nấu theo kiểu miền Trung cho chị ăn ha. Nấu nồi canh chua đó mà chưa có chín mà tự nhiên là cái miệng mình là nước miếng nó đã chảy rồi. Ngon quá quý vị ơi. Mà đã có khô chiên là ngon rồi đó chị. Có khô chiên nữa hả? Dạ. Mèn ơi, sao mà làm mấy cái món tôi thích không vậy trời. Mời ăn mà toàn mấy cái món bắt gạo, bắt cơm không. Này, trong này nè, trong này nè. Bây giờ tới nhà rồi nghe, tới nhà rồi nghe. Sao đâu rồi, hot boy đâu, sao chưa thấy bóng dáng đâu. Lại ơi, lại. À. Trời ơi, ta tưởng ai. Hot boy trà đá. Không phải trà sữa. Ta giỡn chơi cho ta biết hot boy trà sữa. Trời ơi, chị có coi chương trình của cưng mà. Có ghen không? Trời ơi. Bất kỳ ai nhắn tin là đều chửi em. Nhắn hai quà là em chặn liền. Chặn, đúng rồi, chặn mà em mắc cỡ với người ta luôn. Chỉ cần giao lưu hai anh em, chỉ cần đứa mặt cười lên cái rồi vô danh sách hạn chế. Sao em dạo này trà sữa sao rồi? Dạ thì mời anh chị vô nhà đi. Đây là cha vợ em. Dạ, chào tía. Rồi. Ủa sao đúng rồi nha, đúng rồi, có duyên về cha con nhau đó. Mặt giống mặt em y chang cha vợ giống luôn à. Y chang luôn á. Bà nội. Bà nội. Dạ, con chào bà nội. Dạ, bà nội khỏe bà nội. Khỏe. Bà nội biết con không? Biết chứ, biết truyền hình đó. À, biết chương trình hình hả? À, nay nay già rồi lâu quên. Rồi, không bà nội năm nay nhiêu rồi? 88 rồi. 88 trời, năm nay bà nội mới có. Bà nội 88 à. Nè, mẹ vợ hả? Nè mẹ vợ. Anh nói không phải khen nha, vợ em y chang mẹ vợ em. Vậy hả? Vậy hả? Trời ơi, nó ngồi đây nè, nãy giờ làm gì vậy? Mèn ơi, chào cưng. Ủa đang làm gì vậy? Dạ, em cá. Cá lóc với lại cá hú. Cái món này tôi mê lắm nè. Công việc sao rồi? Tụi em đang quay YouTube nè. Đang chuẩn bị quay YouTube luôn. Ủa, cái này là đang quay YouTube luôn hả? Dạ đúng rồi. Đang quay cuộc sống hàng ngày thôi à, chứ không có quay như ta. YouTube của Lợi bữa nay là nhiêu subscribe rồi? Dạ 200 mấy rồi, 200 mấy ngàn. Ủa nhưng mà rồi ai quay ai làm? Dạ em là người nấu, còn là chồng em quay lại quay vậy ạ. Ủa rồi dạo này trà sữa tình hình buôn bán sao em? Dạ đã dẹp tiệm rồi. Ta đã nói cái ta lịch sự, ta nói là cái kênh YouTube người ta đang phát triển là ý người ta không có muốn nhắc tới cái chuyện nỗi buồn là cái trà sữa người ta dẹp rồi. Nói chung là hai vợ chồng cũng bán trà sữa nhưng mà con vợ nó bán nhiều quá, nó tăng cân, thế là chồng sợ mập dẹp trời luôn. Trời ơi, bả là thầy bói đó. Ngày thường thì em bán khô gà lá chanh. Đó. À Tết đó thì em bán thêm khô cá dứa với lại lạp xưởng.
Ồ vậy hả? Trời ơi, cái gì mà vỗ đùi tôi cả tiếng vậy trời. Nhắc tới cái vụ mà khô gà lá chanh Tấn Lợi á mới nhớ. Bữa quay chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Nó mang lên sân khấu, nó tặng tôi một hộp, chị Hồng Vân một hộp. Ta nói về ăn trong có nửa ngày hết trơn nguyên hộp luôn. Rồi bây giờ sẵn xuống đây hỏi coi còn không xin nè. Qua Tết em chưa có bán lại. Em chưa bán lại. Thôi thua rồi. Ủa, em kỳ quá. Làm như biết chị xuống rồi cái giấu hàng rồi không cho ăn dạ, uống dạ, gì hết trơn. Nấu anh chị ăn bữa cơm với gia đình là canh chua cá hú với lại cá kho. Ủa rồi hai vợ chồng là chỉ có kinh doanh online với lại YouTube em thôi đó hả? Em làm Thanh Long nữa à. Bây giờ còn sáng nè. Còn sáng em hả? Dẫn anh với chị Nga đi ra dưỡng Thanh Long giới thiệu coi. Ừ. Thanh Long có trái thì em mới có đi làm. Còn Thanh Long mà trụi vậy là hết công việc làm luôn. Anh thấy mấy cái cây nó ra trái mà nhỏ nhỏ gì à lại. Dạ. Vậy mỗi lần mình thu hoạch trái xong rồi mình chặt cái Thanh Long thì sao? Đâu có anh. Cái bụi như vậy là nó mình có thể thu hoạch được tới 10 năm lận á. À. Wow. Dạ. Ủa em, cái này là cái hoa Thanh Long hay là dạ, gì đẹp bông, vậy? Bông Thanh Long á là tối nay, cái bông này là tối nay nó sẽ nở. Tại vì bông Thanh Long nó nở về đêm không mà. Ủa vậy hả? Cái bông này mình ăn được luôn á. Nó ăn như là đậu bắp vậy đó. Có hai bữa nữa nó khô rồi, cái bình bẻ á, mình mới rứt cái này vậy. À, rứt vậy. Nó rứt ra vậy. Rồi trong vòng bắt đầu cái đó từ từ nó thành trái cái này. Thành trái vậy là hồi là nó ra cái nụ mới nhỏ là tới cái trổ luôn là 20 ngày. 20 ngày rồi bắt đầu là cái hồi trổ ra rồi xong mình rứt cái rau này á, nãy như rứt cái rau tôi bỏ nha, là tới nó chín luôn là lạng tháng, đúng một tháng luôn đó là chín là thành ra đó. Đó là nó chín rồi đó. Dạ. Ê, anh hỏi nghe, nhìn nó để gì rồi không sợ anh trộm vô hái lại? Nếu mà Thanh Long mắc tiền thì mình phải có người giữ. Dạ, Thanh Long mà 60.000 ký là tối phải văng mùng ngủ đây luôn. Ủa gì hả? Dạ. Mà lái họ vô họ mua sao lại? Họ mua ký, họ sẽ lựa ra. Thanh Long mà nó bị xấu hay là nó bị lủng hay là bị nứt, người ta dạt ra, ta bán hàng dạt rẻ hơn. Dạ. Là mình lại bán giá khác nữa. Dạ đúng rồi, ví dụ 20 hàng dạt nó còn 4-5 ngàn ký à. Đó. Ba cái hàng dạt á là người ta sẽ làm nước ép. Đó. Như là một cây Thanh Long như vậy á là chỉ thu hoạch được có một mùa thôi em. Một năm tới 2-3 đợt lận anh. Rồi mình ép xong đèn ra nữa. Mình ép xong đèn là sao? Là mình phải văng đèn, mình chạy đèn kích thích cho nó ra bông. Về đây tự nhiên thấy thoáng mát ghê, tâm hồn nó phơi phới, tự nhiên không muốn làm gì hết trơn á. Dạ, nhưng mà thu hoạch ở ngoài luôn được thôi à. Đâu rồi? Chuẩn bị món gì rồi? Dạ, em có bông su đũa nè chị. Trời, cái món bông su đũa này nhà em trồng luôn á. Chị có thấy ở ngoài dạ, đó. Dạ. Trời ơi, cái món này chị mê dữ lắm. Mình nấu mình nấu canh chua phải không? Dạ đúng rồi, em chỉ mua bạc hà với cà chua với giá hả. Bông su đũa là ở nhà em. Bạc hà là mình phải mua. Sao nhà không trồng bạc hà, chị thấy dễ lên mà. Dạ đúng rồi, mà nhà em trồng ăn hết rồi, giờ không chưa có trồng lại. Là coi như là cái sức ăn của người hot boy trà sữa nó ăn dữ quá phải không? Ngày quay clip nên là tàn phá quá. Dạ tàn phá hơi nhiều ạ. Có khi nào chồng em nó vô phụ có, em không chị? Cũng có lúc chồng em tổ tài phải nấu ăn ngon lắm chị, với lại làm mồi nhậu quá. Vậy hả? Mồi lắm. Nghe nói là em đâu cho chồng em nhậu đâu. Dạ đúng rồi. Có nhậu là nhậu ở nhà hả vợ? Dạ nhậu ở nhà là kiểu như là có mấy chị về á. Nhậu trong nhà thì em cho. Còn nếu đi ra ngoài đường là không cho. Dạ đúng rồi. Sao khó khăn vậy? Lâu lâu mình phải đàn bà mình phải mắt nhắm mắt mở cho chồng thoải mái chứ kèm hãm nó quá, mai mốt nó ghét nó bung nóc nó chạy á nha. Tại nhậu không biết đường về. Ủa vậy hả? Nên em không có thích cho nhậu. Ủa thiệt là nhậu không biết đường về luôn dạ, hả? Dạ đúng rồi, nhậu không có biết đường về. Vậy thôi bây giờ vậy nè, thì em cứ cho đi nhậu đi, rồi nhậu ở đâu rồi em nói là giờ xỉn thì nói em chạy ra em đón về. Em ghét nhậu ở về, dễ gì em đi đón. Vậy hả? Nhưng mà hai vợ chồng có giờ gây lộn cho cha mẹ thấy không? Dạ không. Tụi em có gây lộn hả gì là giấu cha mẹ không ạ? À? Kiểu như là cái tánh của em thì thích nhanh lẹ, làm đâu xong đó còn lại hơi lè mè á chị. À từ cái lúc mà vợ chồng son tới giờ vẫn chưa vẫn, hết hả? Vẫn vậy ạ. À. Như cái đó là người ta nói là giang sơn dễ đổi. Dạ đúng rồi, chắc trong máu ra. Ăn trong máu ra rồi. Má chồng của em thì là một người vui tính hay dạ, là khó má, hay là má hiền dữ lắm, rất là hiền luôn ạ. À. Má không có bao giờ mà la em tiếng nào mà từ ngày cưới về tới nay luôn á. Vậy hả? Nhưng mà má có la lợi không?
cũng có mà ít, kiểu như là hay ăn, ví dụ như có lần mà lớn tiếng thì mà lại hay ăn hiếp em thì má cũng có lên tiếng. À dạ, vậy nói chung là má thương dâu lắm. Nói chung cái số em số hưởng ha. Dạ. Ở với má lợi mà giống như là em rất là có lợi, giống như là con của má vậy đó. Dạ đúng rồi ạ. Được má, được má dạ. cưng. Ngày nào tụi em qua YouTube á là má em nấu món gì là má ăn món đó, chỉ trừ hải sản là má không ăn được thôi. Ồ vậy hả? Dạ có bữa thì má nói má thèm. Má thèm thì em sẽ làm món đó ăn vậy đó. Rồi quay luôn. Dạ đúng rồi, rồi quay luôn. Vậy hả? Như mình YouTube của tụi em là cuộc sống hàng ngày á. Em bây giờ đứng trước YouTube là em nói chuyện rất là tự nhiên rồi. Dạ đúng rồi, mới đầu em ngại em không dám nói chuyện. Giờ là hai vợ chồng là kiếm tiền YouTube bộn lắm nè. Bởi vậy là làm miết như vậy luôn á. Nhưng mà thường ở trong nhà em là người chiều lợi phải không? Em thấy đa số là lợi chiều em nhiều hơn á, chứ tại vậy mọi hả? Người thấy vậy thôi chứ em nhõng nhẽo lắm. Dạ. Không, vậy được á. Dạ. Mình làm cái dạng như giống như ra cái vẻ đàn bà đó. Dạ. Phụ nữ lúc nào phải có chút yếu đuối đàn ông dạ, nó mới thích. Tại vì có mọi người em mắc cỡ em ngại, chứ mà khi mà không có ai á em nhõng nhẽo với lợi vậy lắm. Nãy giờ chị em mình nhiều chuyện quá, nói xấu chồng em quá. Thôi giờ mình vô mình nấu ăn dạ, tiếp dạ. đi em. Dạ. À, quay vợ ông Son số của em phát lên hot dạ. đó. Nhiều dạ em thấy nhiều lắm đúng không? Dạ. Có ai ra đường chọc không? Dạ không, đa số ra đường thì người ta hay an ủi động viên vợ chồng em nhiều hơn không à? Là bởi vì câu chuyện của hai vợ chồng. Dạ đúng rồi. Dạ nhưng mà vợ em mang thai là khoảng 5 tháng rưỡi. Ờ. Thì tự nhiên cái bữa đó vợ em đi vệ sinh mà nó bị vỡ ói à? Ừ. Là em bé đã thò chân ra ngoài rồi, nên là không giữ được. Bao lâu rồi? Dạ tháng 12 này là đúng 1 năm á. Em lại em còn cảm thấy em thấy thương vợ quá. Lúc mà vợ em chia sẻ thấy ngậm ngùi quá. Em thấy thương vợ em nhiều hơn nữa. Sau cái vụ đó em thấy lúc nào cũng buồn buồn hết á. Ừ. Dạ. Đang muốn có em bé á, nên là đang hy vọng có em bé. Giờ chừng nào có mới vui lại hay sao? Không sao cả. Anh nghĩ là mình cứ lạc quan. Dạ. Mình cứ lạc quan. Dạo này còn mày tao không? Đâu mày tao. À. Dạ không có, là kiểu như là quạo quạo là không kêu tên thôi à. Ừ. Không có nói không kêu trọng trọng, nói chuyện trọng trọng vậy thôi. Ừ. Em và gia đình á có thường xuyên ăn cơm với nhau? Bữa cơm gia đình thì nếu mà đầy đủ thành viên trong gia đình thì nó rất là vui. Khi mà mình vui mình ăn cơm nó mới ngon chứ. Thế thì mẹ ruột với bên gia đình vợ là chưa. Có hay ăn cơm? Ừ. Chưa bao giờ. Dạ chưa bao em giờ. Em có mong muốn ngày hôm nay cái điều đó đến với gia đình chúng ta. Em muốn nhưng mà em sợ mày mắc cỡ quá. Dạ. Bây giờ anh sẽ chờ em nha. Dạ dạ. Đi qua rước mẹ em. Dạ rồi. Em okay. đi rước mẹ em đi, anh đợi nha. Dạ dạ dạ. Mèn ơi, đồ ăn dưới miền Tây nấu ngon quá à. Dạ. Ớt kìa, cá lóc kho kìa, trời ơi nhìn tự nhiên có đói bụng ngang liền. Dạ, vậy đó. Cá lóc đồng này nha chị. Cái món cá kho này thiệt á, bắt cơm lắm luôn á. Nó bây giờ em nấu bên chua. Ừ. Em cháy cho thơm trước. Thơm quá. Thực ra canh chua là cái món dễ ăn mà. Dạ, mà em thấy khó nấu nhất luôn á. Ủa gì hả? Tại vì em thấy niêm mặn nè, ngọt nè, lì chua nè, ba vị á, em thấy em niêm mỗi lần. Em là bỏ me nhiều hay là em không có xài me mà em xài tắc chị. Cái nặng đó chị. Em nặng cái nước cái tắc vô. Dạ. Ô lạ ha. Dạ chứ em lần không đầu có tiên chị nghe me. Ừ. Nhưng mà cái canh chua của miền Tây mình là mình có bỏ đường nhiều không? Ở em là ăn dạng như là không có gì ngọt lắm mà vừa ăn thôi, vị chua ngọt vừa thôi. Mà chị thấy đa số miền Tây em thấy ai cũng ăn canh chua có vị ngọt hết á. Đúng rồi. Trời ơi. Bữa nay em sẽ nấu theo kiểu miền Trung cho chị ăn ha. Nấu nồi canh chua đó mà chưa có chín mà tự nhiên là cái miệng mình là nước miếng nó đã chảy rồi. Ngon quá quý vị ơi. Mà đã có khô chiên là ngon nữa chị. Có khô chiên nữa hả? Dạ. Mèn ơi, sao mà làm mấy cái món tôi thích không vậy trời. Mời ăn mà toàn mấy cái món bắt gạo, bắt cơm không à. Ghét quá cái trời quá đất. Chính nè. Vô tư giải nghiệp mùa nóng cùng Ruy bảo hành lên đến 10 năm. Rồi. Chào anh. Dạ. Đây. Chào, chào bác. Rồi, đỡ lên. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ. Chào
Đây là má em đây. Rồi. Đây là anh Quốc Thuận. Dạ. Mặc cái áo màu tím đẹp quá. Nghe nói là từ lúc còn Lợi á là nó cưới vợ, đám cưới tới vợ là cô qua đây chắc được 10 lần hả không? Chắc cỡ đó chứ không có nhiều. Ủa mà dạ. Nó nghe nè, sao mà không qua đi chơi? Lại chồng sớm ở dưới quê mà cách nhau phải chia 50 cây, 500 cây không nói, cái này cách nhau có 5 cây số mà sao qua lại quá vậy? Đi một mình á, rồi con cái nó làm, nó đâu có chở cô đâu mà cô đi. Dạ. Phải có đứa chở cô mới đi. Vậy hả? Lại sao không qua chở mẹ qua? Con chở mà sao mẹ bên đây mắc cỡ nè, hai bên mắc cỡ lắm. Rồi hôm nay có mắc cỡ không? Hôm nay cũng hơi hơi thôi. Mến lắm nhưng mà con cái là không có vô thôi. Dạ. Chứ mến lắm, dạ. Thương anh chị đây lắm. Dạ. Nhưng mà là gia đình của Chính Lên á, có qua nhà thường xuyên chơi bạn không? Cũng ít lắm mà. Trời ơi, sao gia đình thông gia mà sao ít có qua lại như vậy? Làm không phải, nghe cái từ mà ít qua lại đó. Thì ở miền Tây của mình á, hay suy nghĩ là chắc là gây lộn hay gì. Nhưng mà cái này không có. Không có. Dạ. Bây giờ chỉ cần nè, gật đầu đồng ý. Có đồng ý vô ăn cơm với gia đình của Lại với Quốc Thuận như thế nào? Đồng ý. Đồng ý, vậy thì đi. Ai. Chào anh. Mời chị vô nhà. Rồi đó. Bữa nay coi như là hai bên xui gia là đầy đủ nha. Chút nữa ăn cơm ngon nghe Lại. Dạ. Cái vụ nấu cơm là để Tần nó nấu. Rồi. Mèn ơi, ăn cơm với miền Tây ngồi chả chiếu cái cưng ha. Anh thử gì vậy? Khỏi bớt. Ủa sao vậy? Em nhìn ăn hả? Em có, em có rồi. Ở đâu? Cái gì? Cái gì mà một mình em quất nguyên tô bằng 10 người ăn vậy? Nè, hỏi cô Chính nha. Hồi nãy mày Quốc Thuận có kêu là mình trộn cho một cái chảo á. À, trộn chảo. Là nó thích ăn cơm trộn chảo hả? Đó, đây nè, hồi nãy nếu như chị Thúy Nga có nhìn đó, cả nhà có nhìn nó nghe là mình nhìn cái chảo cá kho của ông Tần nó kho đó, nhìn chịu không nổi, cầm lòng không nổi. Mà cái Tần của Quốc Thuận ăn đó nghe là phải trộn chảo. Cái gì mà xào kho chiên mà có cái chảo hồi xưa có mấy cái khứa cá kho đó, có mấy cái khứa cái đó nhớ không, là trộn ăn đã lắm. Lát nữa tụi em đừng có rửa cái chảo đó, Quốc Thuận á trộn rất là sạch. Hôm nay thì em với vợ em đã làm món canh chua cá hú nè, với lại cá kho tộ, rồi bò bớp với lại càng cua thì cũng nhà trồng luôn. Món ăn càng cua bữa nay chị thấy mót ở ngoài vườn mà không có phải mua gì đâu. Nói chung là cũng bình dân giản dị lắm thôi. Nói chung nó mời mình không có tốn nhiều tiền hết trơn á, nên mẹ có gì mà lo lắng nữa. Là nhiều trong đây đó, chứ đồ ăn thì không có nhiều đó. Hôm nay có nhiều mà anh chị dựng nhiều với lại gia đình em, mời nội mời cha mẹ với lại má ăn trong bữa cơm ngày hôm nay. Hay quá, hồi vỗ tay cái làm lộn nha. Rồi, em đi cho mình cầm cái tô nó phản cảm dữ lắm. Rồi em mời cả nhà nha. Thôi mời cô chú mời cả nhà nha. Rồi. Cô Lan, mà lúc mà trước khi thằng Lợi nó lấy vợ á, ở nhà Lợi nó có kén ăn không cô Lan? Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Dễ ăn lắm. Dạ. Có vợ rồi cái sao mà vợ cho ăn hầu như sướng quá. Bây giờ khó hả? Cái bắt đầu tự ảnh chê khen. À, là bắt đầu á. Khen chê. Làm giá đó chứ chê chứ vẫn ăn à, vẫn ăn à, giả bộ chê vậy thôi, ghẹo chê cho quạo quạo. Em phái nhà mà ghẹo giờ em quạo lắm. Dạ. Quạo nó mới làm em quen cái cảm giác bị quạo rồi. Mà em có vui không hả Tận? Mỗi lần nó chê vậy. Dạ không, chê là em bực lắm. Gì hả? Biết dở luôn mà sao em vẫn bực hả? Nghĩa hả? Dạ mà chê nhưng vẫn ăn, không ăn thì em cho nhịn đói. Nghĩa hả? Mà vợ em bực chừng 30 giây là xong mà anh ơi. Dạ, bữa nào em thử làm bực cả tuần nữa coi sao. Vợ chồng của Lợi với Tàn giống hề. Ôi trời ơi. Nó hề mà. Cô thấy hai đứa nó giận nha, cô cũng hơi buồn. Cô thương hai đứa nó mà cô không biết làm sao cô khuyên. Thôi cô đi chỗ khác. Mà chưa kịp khuyên nữa là nó quề rồi. Rồi nó quề rồi. Còn cô Chính thì sao?
nó có hay giận nhau ở trong nhà mình không cô Trinh? Ít lắm. Tại ở đây ít hơn á. À. Ít hơn mà. Tại vì bên này quân đông hơn đúng không? Quân người gái đông quá. Quân người gái đông quá. Vậy đây đâu dám hò. Tại em chàng rể nào cũng vậy, về bên vợ sao dám ho. Ho là ba vợ cho uống thuốc ho liền. Quá. Trời. Nhưng mà con hỏi cô là có hay qua đây ăn cơm chung với gia đình gì không? Ít có đi lắm mà cô nè. Hình như là không có luôn. Hình như lần đầu tiên là má đây là lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên. Cái gì? Đây nè. Đây là bữa ăn đầu tiên. Em đã biết rồi. Cái câu chuyện này nói chung em có nhiều chuyện. Nhưng mà lợi nó kể là cô Lan đó. Cha cũng bớt cơm thêm. Cũng mắc cỡ đó, nhưng mà chưa? Mẹ vợ mắc cỡ hơn. Mẹ vợ mắc cỡ hơn mẹ ruột em. Mẹ 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 hả? Dạ. Mặt đỏ hay hay vậy là mắc cỡ chứ không phải là đánh má Hường nãy giờ mới cười. Nhưng mà hỏi thật cô Lan nha, nãy giờ cô ngồi ăn cơm cô thấy làm sao? Cô thấy vui lắm. Ăn bữa cơm này là cô thấy đậm đà tình nghĩa. Đối với anh bác ở đây với anh Xui, chị Xui với lợi cậu với cô Nga vui lắm. Dưới đây có bà già với vợ với có chị Xui với có hai đứa con. Có thằng rể mình với nhỏ gái mình ăn ngồi ăn chung về mình thấy vui lắm á. Có khi nào anh chưa vừa ý thằng này không? Không, hồi đó giờ gả cho nó đâu không có khi nào mà không có vừa ý nó đâu. Có một cái thời gian em tham gia game show thật sự em rất là hot. Nói mà hot boy trà sữa là ai cũng biết hết trơn á. Thì cái thời điểm đó sau khi mà em nổi tiếng về một cái game show như vậy á thì em về em thấy cái cuộc sống em sao nó có bị thay đổi rồi, con người em nó có như thế nào rồi, xung quanh người dân người ta tiếp xúc với em thì người ta thái độ với em, người ta coi em là một cái người như thế nào. Lúc đó thì hai vợ chồng em cũng không ngờ là được nổi đến như vậy đúng không? Nhưng mà em thấy thi xong em bị áp lực dữ lắm chị. Áp lực gì? Ủa là áp lực sao? Em bị kiểu như là cái con người mà em thi trên sân khấu á. Xong rồi cái em thi xong xuống em bị cộng đồng mạng rồi á, rồi người ta bảo là nó giả tạo, nó không có khờ vậy đâu rồi sao này cái nọ. Nhưng mà thật chất lúc em lên thi á là em cũng không biết tại sao con người em lại như vậy nữa. Nó không tới mức độ, tại vì bình thường ở ngoài em đâu có tới mức độ mà phải khờ đến như trên truyền hình đâu. Sau đó em thi xong em ra khoảng 2 năm sau mới hoàn hồn lại. Cái gì? Em mất 2 năm để hoàn hồn về chính mình hả? Em đúng rồi, em sống cứ y chang là nhân vật ở trên truyền hình vậy đó, y chang là một chàng khờ khờ vậy đó. Hả, em nói chuyện bình thường thấy người ta nói ơ thằng này nó giả tạo chứ nó có khờ như trên truyền hình đâu mà nó lên giả bộ khờ khờ. Là em chịu không nổi, cái em lại khờ khờ. Em lại không có đúng như cái con người em hiện tại bây giờ. Sau 2 năm trời em cứ thập thỏm vậy đó. Nó em không làm được gì hết trơn á. Không làm được gì luôn. Không làm được gì hết. Người ta nổi tiếng thì người ta làm được này làm được kia đúng không? Còn em thì trà sữa thì được một thời gian thôi em cũng dẹp luôn, em cũng không bán được. Đó. Lại đưa đọc comment cái nó là buồn tại sao người ta chửi mình vậy đó. Cái em nó hơi kệ anh ơi, anh coi như anh chưa thấy. Đúng cái rồi, anh đọc anh tức lắm. Cũng có người lên đồng mạng lên ta chửi, mình thấy mình cũng buồn. Rể mình đi thi vậy rồi có người ta cũng chửi rồi nói này nói nọ, mình cũng buồn chứ. Cái lúc nó khó khăn nó buồn thì cô thấy cô cũng buồn nhưng mà cô cũng không biết nói gì hết sao. Cô làm thên vậy chứ trong bụng cô cũng đau lắm nhưng mà cô không có nói. Rồi bây giờ thì lại vậy rồi cô mừng. Cô cũng biết nói vậy đó. Em nói thiệt là cũng nhờ cái duyên làm YouTube để gần lại với khán giả. Sau khi em quay cái cảnh cha mẹ em nè ha, là mọi người khán giả thấy là sao cuộc sống dân dã bình thường như thế này là người ta biết được con người của em thật. Là cái hình ảnh em hiện tại bây giờ là được khán giả chấp nhận là một người rất là bình thường. Nên em mới sống lại một lần nữa. Nghe Tần có điều gì muốn nói với mẹ chồng hay không? Dạ em chỉ muốn nói là em hay la con trai của má. Nhưng mà la vậy em nghĩ em không có để bụng chứ má đừng buồn em thôi. Thấy không, ta miền Tây ta chân chắc vậy có sao ta nói vậy đó. Còn má thì sao? Má có gì muốn nói là muốn góp ý gì con dâu không? Thì con dâu giờ anh về anh làm mình vừa ý quá rồi, anh giờ mình cũng đâu có nói gì nó đâu. Không bao giờ mà hai má con mà mẹ chồng nàng dâu mà cãi nhau được hết trơn, tại vì hiểu tính hết trơn rồi.
Bây giờ chỉ cần gió lùa qua là biết con dâu mình muốn gì, mà má gió lùa qua là biết má chồng mà lợi nãy nó nói là trời ơi má em thương thương nhỏ vợ em còn hơn thương hơn em nữa. Bây giờ là thương hơn em luôn á. Dạ. À, với má vợ thì sao? Trời ơi. Bữa nay chương trình xuống là những cái điều mà gia đình em chưa bao giờ mà làm với nhau luôn. Anh biết. Thật ra như thế nào? Có chương trình này là người ta gọi là chương trình cưỡng ép nói ra nhiều điều sự thật mà em đúng không ạ? Thì con biết là từ đó giờ chắc mẹ thương tụi con nhưng mà mẹ không có nói. Mà mẹ thường là mẹ làm, mẹ em thì hành động nhiều hơn, làm nhiều hơn là nói. Thì con cũng cảm ơn mẹ đã quan tâm hai vợ chồng con. Con biết là mẹ giúp đỡ tụi con rất là nhiều. Nay thì tụi con cũng làm được rồi, cũng có đồng ra đồng vô rồi. Con sẽ ráng làm để cho sau này có phụ giúp được gì cho mẹ với cha thì con sẽ làm hết sức có thể cho cha mẹ với lại bên mẹ ruột con cũng vậy luôn. Hay, rất hai hay. Hai người đàn ông á nói rất là thật lòng, rất là thật thà. Đó, rồi, thôi bây giờ. Nãy giờ chúng ta nói không ăn vậy? Ăn quá trời ăn rồi. Mời cả nhà chúng ta ăn một lần nữa cho nó thấy cho nó vui vẻ. Ăn đi, ăn đi, ăn nè. Đi. Canh nấu ngon quá. Thiệt á chứ. Tranh thủ nha, tranh thủ lại nó xuống dưới rửa chén. Đó, thì Quốc Thuận với Thí Nga muốn gửi tặng cho gia đình một món quà. Ha. Đợi một chút để coi điều bất ngờ lại gì nghe. Đoán đi, đoán đi. Làm trời cái gì hết hồn vậy? Tại nghe tóp tóp này hả? Hello vợ. Bất ngờ lắm đúng không? Tại vì đây là lần đầu tiên mà anh quay một cái clip như thế này để muốn động viên em. Tại vì hai chồng mình đã quen nhau cũng 8-9 năm rồi. Nhưng mà vừa qua thì hai vợ chồng mình cũng vừa xảy ra một cái biến cố. Đó là thì đã mất hai đứa con rồi. Thôi bây giờ anh biết em cũng buồn. Thì thôi bây giờ thì hôm nay anh làm clip này để nhắn nhủ tới vợ yêu của anh mạnh mẽ lên. Tụi mình còn trẻ mà, em đừng buồn, cố gắng vui vẻ. Tại vì lúc nào bên em cũng có anh hết. Bao nhiêu sóng gió trải qua rồi, không lẽ một biến cố như vậy mà hai vợ chồng mình không vượt qua được đúng không? Em hãy vui lên. Anh hứa sau này anh sẽ là một người chồng tốt. Và sau này mình sẽ có một baby, sẽ là một người cha để có thể cùng em nuôi con khôn lớn. Clip này thì anh bí mật quay đặng giúp cho em có thêm nghị lực phấn đấu cố lên nha. Anh mãi yêu em. Mình nghe nó nói vậy mình cũng xúc động lắm. Đúng ra thì rồi nó cũng có mất hai đứa nhỏ. Thôi phần số của nó cũng tới đó rồi. Nên chứ mình cũng buồn. Giờ mong vợ chồng nó có con trong sớm luôn cho mình ẩm mình bồng luôn. Nghe nói thì cũng mừng bộ. Cũng mong cho nó có con để cho nó hai đứa vui vẻ, mình có cháu. Cái chuyện này là trời cho đó. Và anh cũng hy vọng rằng là với những cái lời sẻ chia vừa rồi tiếp cho em một cái nguồn năng lượng tích cực. Thì đến với cái chương trình lại vụ lời hả? Lời nó ra trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, nó tặng vợ nó bông màu gà, cái bông hoa màu gà của cha tặng em. Thì em cũng vừa xem clip đúng không? Thì anh mong em là đừng bao giờ buồn nữa nha. Luôn phải vui vẻ, phải cười nha. Để vợ chồng mình có thể cố gắng phấn đấu tìm một baby cho ông bà ẩm nha. Tặng em nè. Trời ơi, cưng vợ thấy thương quá. Bây giờ ghi đi, ghi lịch đi, bữa nay đi.
Không chừng 9 tháng 10 ngày sau nó đẻ đó. Là đẻ tới giờ. Đẻ đó. Đêm nay là vui nè, chắc không chừng là bông gà này. Trời hại dữ lắm đó nha. Ủa vậy hả? Cái hương bông bông gà này hít vô là không chừng á. Rồi, rất là cảm ơn cả gia đình nha. Bây giờ á, cả nhà và đặc biệt là em Tân đã nấu một cái bữa ăn thật ngon để mà mời hai anh chị, thì hai anh chị cũng có một món quà, cũng có một món quà để tặng gia đình nha. Món quà đó là gì? Chút nữa chúng ta sẽ biết. Đây, quà tới rồi. Wow. Bà nội cầm nổi không bà nội? Thôi, để cho tuổi trẻ nó cầm. À, cảm ơn anh. Anh xin thay mặt cho chương trình Gõ Cửa Thăm Gia, Quốc Thường xin gửi tặng cho gia đình của Tấn Lợi và em Tân. Đây chính là một chiếc quạt đứng Ri sang trọng tiết kiệm điện với công suất 35W ha. Quạt 7 cánh đi cùng 12 cấp độ gió ha. Mang đến làn gió cực kỳ mát mẻ, bảo hành lên tới 2 năm. Xài thoải mái nha. Và trước khi anh chị trở về nha, thì anh một lần nữa, ông Mũ Quốc Thuận trong chương trình Vợ Chồng Son xin chúc cho hai vợ chồng Tấn Lợi và em Tân ha, cuộc sống luôn luôn yêu thương nhau, thấu hiểu nhau, ít cãi cọ mà hãy thể hiện tất cả những tình yêu thương cho nhau. Và đặc biệt rằng là trong năm nay có tin vui. Cảm ơn anh. Bác sĩ báo tin vui. Dạ. Và có thể là cuối năm nay hoặc là Tết năm sau, hai đứa đón chào một thành viên khỏe mạnh, tuyệt vời, đủ đầy đến với gia đình và có cháu cố cho bà nội dễ thương. Dạ. Cảm ơn anh. Bà xin chúc cho toàn thể gia đình, toàn gia chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hạnh phúc, vui vẻ, đầy ắp tiếng cười và tràn đầy sức sống. Dạ dạ. Cảm ơn anh. Và thay mặt chương trình, Quốc Thượng xin cảm ơn thương hiệu điều hòa gia dụng Ri tiết kiệm điện năng vận hành bền bỉ đã đồng hành cùng với chương trình Gõ Cửa Thăm Nha. Thúy Nga và Quốc Thuận xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Gõ Cửa Thăm Nha. Cốc 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 cốc.